Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Chính phủ tuần qua, bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ trong tuần. Xin được mở đầu với các hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Từ ngày 7 đến 11 tháng 7 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam bắt đầu tham dự các hoạt động của Hội nghị thượng đỉnh G20 tại thành phố Hamburg, Đức, thăm chính thức và làm việc tại Hà Lan. Với chủ đề định hình một thế giới kết nối, Hội nghị G20 đã thảo luận nhiều vấn đề lớn của kinh tế toàn cầu. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra thông điệp mạnh mẽ về tầm quan trọng của tăng cường hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu, nhấn mạnh Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, đồng thời cũng phải chịu tác động tiêu cực việc khai thác và sử dụng không bền vững nguồn tài nguyên nước sông Mekong. Thủ tướng đề nghị G20 và cộng đồng quốc tế nâng cao trách nhiệm, ý thức tự cường, nghiêm túc thực hiện cam kết quốc tế và phối hợp hành động hiệu quả, tăng cường hỗ trợ tài chính và công nghệ cho các nước đang phát triển trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và bao trùm. Bên lề hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc làm việc song phương, gặp gỡ trao đổi với lãnh đạo các nước G20. Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Australia, Tổng thống Hàn Quốc, Tổng thống Indonesia, Thủ tướng Ấn Độ, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, Hội đồng Châu Âu. Trong chuyến thăm chính thức và làm việc tại Hà Lan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Hà Lan. Hai bên cam kết tiếp tục duy trì tiếp xúc và trao đổi đoàn cấp cao, tham vấn và tăng cường hợp tác về an ninh quốc phòng, đối ngoại. Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm sự kiện đặc biệt 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hà Lan vào năm 2018, thống nhất những biện pháp thúc đẩy hợp tác các lĩnh vực ưu tiên như thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý nước, nông nghiệp, dầu khí, dịch vụ, hậu cần, đóng tàu, cảng biển. Mỗi cán bộ, công chức, ngành thanh tra phải thực sự trong sạch, không để bị cám dỗ, bị mua chuộc, không vì bất cứ áp lực nào mà làm sai pháp luật. Phải có đầy đủ ý chí, nghị lực và lòng dũng cảm, kiên quyết bảo vệ lẽ phải, bảo vệ chân lý. Đây là ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 của ngành thanh tra. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn ngành thanh tra đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế yếu kém như tiến độ thực hiện một số cuộc thanh tra còn chậm, chất lượng một số kết luận thanh tra còn có mặt hạn chế, số vụ việc chuyển cơ quan điều tra còn ít, hiệu quả công tác tiếp dân chưa cao. Nhấn mạnh nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Phó Thủ tướng lưu ý ngành thanh tra cần tập trung thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2017 gắn với thanh tra đột xuất. Về giải quyết các khiếu kiện bức xúc đông người hiện nay, Phó Thủ tướng yêu cầu cán bộ thanh tra đánh giá đúng bản chất vụ việc, hết sức công tâm để có giải pháp toàn diện trong xử lý và kiến nghị xử lý. Từ ngày 11 đến 15 tháng 7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam thăm chính thức hai nước Malaysia và Singapore. Tại hội đàm với Phó Thủ tướng Malaysia, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ hai nước, đặc biệt các cơ quan chức năng của Malaysia thời gian qua đã giải quyết vấn đề ngư dân tàu thuyền trên tinh thần nhân đạo và đề nghị phía Malaysia xem xét giảm án tử hình cho một số phạm nhân người Việt tại Malaysia. Hai Phó Thủ tướng đã nhất trí đẩy mạnh hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, đẩy mạnh hợp tác trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, tư pháp. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã chào xã giao Chủ tịch Thượng viện Malaysia, gặp Tổng trưởng Lý, Bộ trưởng phụ trách Hội đồng An ninh Quốc gia, Bộ trưởng lãnh thổ Liên bang, Tổng thư ký Đảng cầm quyền UMNO, gặp Chủ tịch Phòng Thương mại Việt Nam Malaysia, Chủ tịch Tập đoàn CIMB và Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Ngân hàng CIMB. Tại Singapore, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã hội kiến Tổng thống Singapore, Thủ tướng Lý Hiển Long, hội đàm với Phó Thủ tướng Tiêu Chí Hiền, gặp gỡ đại diện các cơ quan của Singapore, đặt vòng hoa tại tượng đài Bắc Hồ ở Singapore và tìm hiểu mô hình chính phủ điện tử của quốc gia này. Các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty chưa thực hiện hết chức năng, nhiệm vụ trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, cần tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, công khai minh bạch trong cổ phần hóa để hoàn thành kế hoạch năm 2017. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp. Đánh giá công tác sắp xếp cổ phần hóa thoái vốn nhà nước 6 tháng đầu năm 2017, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ ra các hạn chế, đó là tiến độ sắp xếp cổ phần hóa thoái vốn của các doanh nghiệp không đạt yêu cầu, mục tiêu kế hoạch đặt ra, hiệu quả hoạt động của khối doanh nghiệp nhà nước chưa tương xứng với nguồn lực được nắm giữ, năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh còn thấp, cơ chế quản trị chưa đáp ứng được tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và các doanh nghiệp từ nay tới cuối năm dứt khoát phải phấn đấu để hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa thoái vốn của năm 2017, thậm chí vượt mức số lượng doanh nghiệp cổ phần hóa thoái vốn và cả chỉ tiêu thu ngân sách từ thoái vốn. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo 1899 yêu cầu
các bộ ngành phải hoàn thành kế hoạch đưa 130 thủ tục và cơ chế một cửa quốc gia trong năm 2017. Chủ trì phiên họp thứ hai của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại chiều ngày 11 tháng 7, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá một số bộ chưa thực hiện tích cực cải cách thủ tục hành chính, nhất là kiểm tra hải quan chuyên ngành, và coi đây là nguyên nhân chính làm gia tăng chi phí, giảm năng lực cạnh tranh và mất cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp. Để khắc phục các rào cản trên, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ liên quan nhanh chóng sửa đổi pháp luật liên quan đến kiểm tra chuyên ngành, áp dụng biện pháp công nhận lẫn nhau về quy trình sản xuất, truy xuất sản phẩm ngay tại nơi sản xuất để hạn chế kiểm tra, tăng cường hậu kiểm, giao cho doanh nghiệp tự công bố chất lượng sản phẩm nhập khẩu. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc các thành phố lớn có thể lập các mô hình thí điểm về quản lý an toàn thực phẩm, tùy điều kiện địa phương. Các bộ ngành cần sớm có văn bản hướng dẫn địa phương phân công đầu mối phụ trách an toàn thực phẩm ở địa bàn xã, phường, có cơ chế trang bị máy móc và thực hiện kiểm nghiệm thực phẩm. Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong cuộc họp Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm sáng ngày 11 tháng 7. Sau khi nghe Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý các bộ ngành địa phương cần tiếp tục triển khai các cuộc giám sát an toàn thực phẩm trong phạm vi toàn quốc, tập trung vào việc sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất, bảo quản nông sản thực phẩm, vệ sinh an toàn trong giết mổ gia súc, gia cầm, nhất là ở các thành phố lớn và các vùng sản xuất nông sản thực phẩm, đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm. Trong tuần, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tham gia cuộc họp của Ban chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Ngày 9 tháng 6 năm 2017, báo điện tử VOV có đăng bài "Nguồn cung khan hiếm, vật liệu nào thay thế cát xây dựng", phản ánh việc sau khi nạn cát tặc được kiểm soát chặt chẽ đã dẫn đến nguồn cung khan hiếm, giá cát xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tăng cao. Các nhà khoa học đã kiến nghị giải pháp cho bài toán này là cát nhân tạo. Trước vấn đề trên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ Xây dựng chủ trì cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường có phương pháp cung ứng, bán cát theo quy định, bảo đảm môi trường. Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định số 989 QĐ-TTG cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 498 liệt sĩ. Đây là các liệt sĩ thuộc các bộ, công an, lao động thương binh và xã hội, quốc phòng và 36 tỉnh, thành phố. Phần lớn những hồ sơ được công nhận liệt sĩ trong dịp này đều là những trường hợp lớn tuổi, lão thành cách mạng đã hy sinh vài chục năm và đang nằm trong những nghĩa trang liệt sĩ nhưng chưa được công nhận là liệt sĩ. Dự kiến lễ trao bằng Tổ quốc ghi công cho 498 thân nhân các liệt sĩ sẽ được tổ chức vào chiều ngày 18 tháng 7 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Mời quý vị và các bạn truy cập chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động chỉ đạo điều hành của chính phủ, lãnh đạo chính phủ. Mọi góp ý, yêu cầu xin được gửi về hòm thư chinhphutuanqua@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.